Kính thưa tất cả quý vị, và nối tiếp chương trình giao lưu hát với nhau ngày hôm nay, người mới đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, lời dòng cổ Loan Thảo, bài hát được mang tên Chuyến Xe Lam Chiều. Và với bài hát này, chúng ta sẽ được lắng nghe qua tiếng hát của Minh Hoàng, và xin mời Kim Thoa lên trợ diễn. Mình không quen mà ngồi bên nhau, trời mang nhiều cớ chiêu chi, người xưa hề biết quen gì, sao hôi rần như tình nhân si. Em xưa xa lắm đi về hẻm sau, anh vội theo chân ngò chiến xa. Làm quen chuyện dân dân câu, niềm vui gặp gỡ ban đầu trong đa gối. Mặt ngoài còn gặp gỡ thăm hỏi đôi câu dùng về bỡ ngỡ, từ nào quên quên xa cách quá thăm tâm, không hẹn hò chi mà gặp gỡ nhau hay lượt đi về. Cha còn em khi nào sẽ đến bến mà chưa kịp thấy em, dời ngắt tìm quanh mà buồn như từ đó mình yêu nhau thân tiên. Cũng từ đó em mơ ngày đẹp nhất, hai đứa mình cùng một chiếc xe qua. Thank you.
sương chi sẽ làm đau người chiều nay. Nghe nhiều bơ vơ nói niềm chua cay, còn đâu một chi sẽ làm ngày nào mộng trôi dần bao kỷ niệm. Giờ mình yên mà chiến xe mất đã tàn theo giấc mộng. Giờ đây chỉ mình em một bóng hiu quạnh cô đơn trên chiến. Hey!